Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Thượng viện Mỹ bất ngờ công bố dự luật viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Zelensky tiết lộ thượng tầng Ukraine sắp có biến động. Ông Zelensky thăm chảo lửa Robotyne. Ukraine, Đức có thể ký thỏa thuận an ninh trong tháng này. Đằng sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào cơ sở dầu khí Nga. Bây giờ là tin chi tiết. Thượng viện Mỹ công bố dự luật ngân sách mới, bao gồm khoản tiền bổ sung cho an ninh biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel, trị giá 118 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga. Hôm 4 tháng 2, Thượng viện Mỹ công bố dự luật ngân sách mới, bao gồm khoản tiền bổ sung cho an ninh biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel. Cụ thể, Thượng viện Mỹ sẽ dành 20,23 tỷ đô la Mỹ cho siết chặt an ninh biên giới, 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, 14,1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc Quân đội Mỹ và các hoạt động tại Biển Đỏ. Bên cạnh đó, 4,83 tỷ đô la sẽ được chi cho hỗ trợ các đối tác của Washington tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cùng 10 tỷ đô dành để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải Gaza, bờ Tây và Ukraine. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết, các bước tổ chức cuộc bỏ phiếu ban đầu về dự luật dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 2. Trong dự luật này, có những ưu tiên đến mức không thể phớt lờ. Mỹ và đồng minh cũng đang đối mặt với hàng loạt thách thức phức tạp do đối thủ trên toàn cầu gây ra, ông Chuck Schumer cho hay. Thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell lên tiếng ủng hộ dự luật. Ông cho rằng Đảng Cộng hòa sẽ không thể có được thỏa thuận nào tốt hơn. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác trong Quốc hội lại tin rằng Tổng thống Joe Biden vẫn có thể ban hành nhiều thay đổi mà họ muốn đối với chính sách nhập cư thông qua kênh hành pháp thay vì lập pháp. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 4 tháng 2, Tổng thống Joe Biden khẳng định ủng hộ mạnh mẽ dự luật này và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách để ông ký ban hành thạch luật. Trong bối cảnh có nhiều tin đồn đoán liên quan đến việc thay thế Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng xác nhận ông đang xem xét thay thế một số quan chức cấp cao ở trong nước này, không chỉ ở trong quân đội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc thiết lập lại là cần thiết. Tôi đang nói về việc thay thế một số lãnh đạo nhà nước, không chỉ trong lĩnh vực quân đội. Tôi đang cân nhắc việc thay thế này. Đây là câu hỏi dành cho toàn thể lãnh đạo đất nước. Muốn chiến thắng thì tất cả phải cùng chí hướng, không được nản chí, phải có năng lượng và tích cực, không được có thái độ bỏ cuộc. Trong bài viết đăng trên CNN hôm 1 tháng 2, ông Zaluzhny cho rằng chính phủ Ukraine đã không huy động đủ quân nhân để chiến đấu với Nga, đồng thời kêu gọi từ bỏ lối suy nghĩ dập khuôn lỗi thời. Trong nhiều tháng qua, quân đội Ukraine không đạt thêm bước tiến trên thực địa, trong khi lực lượng Nga bắt đầu phản kích về hướng Rabotino. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định, Moscow đã tái kiểm soát nhiều cứ điểm mà Kiev từng giành được trong cuộc phản công, sau khi binh sĩ Ukraine rút về các vị trí dễ phòng thủ hơn gần làng Rabotino. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Nhiều đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu với Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến câu chuyện nhân sự, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đến thăm ngôi làng tiền tuyến Robotyne, nơi Kiev giành lại từ Nga vào năm ngoái và hiện tiếp tục là điểm nóng giao tranh trong những tháng gần đây.
Kiev đã chiếm lại ngôi làng nhỏ này ở tỉnh Zaporizhia thuộc miền nam Ukraine vào tháng 8 năm 2023. Kể từ đó thì Robotai không ngừng bị quân đội Nga tấn công và là một trong những điểm nóng chính ở mặt trận phía nam. Tỉnh Zaporizhia, Robotai, vị trí của lữ đoàn cơ giới số 65. Tôi đã trao đổi với những người bảo vệ, gửi lời cảm ơn và trao tặng tới họ giải thưởng cấp nhà nước. Ông Zelensky nói trên mạng xã hội, thật vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay. Video đăng trên Facebook cho thấy, Tổng thống Ukraine khoác áo chống đạn, gặp gỡ các binh sĩ trong căn phòng tối, dường như là căn hầm dưới lòng đất. Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay để khen thưởng cho các anh, vì các anh đang gánh trên vai một nhiệm vụ khó khăn và mang tính quyết định, đó là đẩy lùi kẻ thù và giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Ông Zelensky nói với binh sĩ. Sau đó, cùng ngày 4 tháng 2, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky đã ở vị trí tương đối gần với các vụ nổ trong chuyến thị sát. Vì đây là Robotai, nơi đang chứng kiến nhiều hoạt động giao tranh, nên đã có những vụ nổ tương đối gần. Ông Sergei Nikiforov nói, nhưng theo tôi, tình hình không đến mức quá nguy hiểm. Lữ đoàn 65 mà ông Zelensky gặp mặt trong chuyến thị sát từng dẫn đầu cuộc tấn công vào làng Robotai năm ngoái. Việc giành lại Robotai được coi là một thành công, nhưng kể từ đó đã tiến công để lấy lại những vùng lãnh thổ của Ukraine mất vào tay Nga, đã chững lại. Để đáp ứng nhu cầu về nguồn lực phục vụ cuộc chiến hiện nay, Ukraine vẫn đang tìm mọi cách để kêu gọi các nước hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Sau khi Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào ngày 12 tháng 1, Pháp và Đức được cho là sẽ ký các thỏa thuận an ninh với Ukraine trong những tuần tới. Trong bài viết hôm 2 tháng 2, Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn lời nguồn tin chính phủ cho biết, thỏa thuận giữa hai nước sẽ được ký kết vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh. Tờ báo dẫn lời bà Olga Stefanishina, phó thủ tướng Ukraine, phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương, nói rằng phía phái đoàn Ukraine đã soạn thảo dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh song phương vào ngày hôm trước. Văn kiện này chưa được nhất trí, nhưng nhìn chung đã sẵn sàng. Đồng thời cả Berlin và Kiev đều đồng ý rằng thỏa thuận cần được ký càng sớm càng tốt. Bà Stefanishina nói thêm. Bà Stefanishina còn cho biết, các bảo đảm trong thỏa thuận bao gồm yêu cầu cải cách đối với Ukraine, hỗ trợ tài chính trong vài năm, hợp tác công nghiệp quân sự và hỗ trợ quân sự bền vững từ Đức. Song song với việc tán dương vai trò ngày càng tăng của Đức trong hỗ trợ Ukraine, bà Stefanishina lưu ý rằng Kiev không phải lúc nào cũng hài lòng với Berlin, đặc biệt là khi đối phương tỏ ra hoài nghi về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Vào cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng vấn đề hiệp ước an ninh song phương đóng vai trò rất lớn trong cuộc điện đàm trước đó của mình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky xác nhận mình đã thảo luận với Thủ tướng Đức về cam kết của Berlin đối với an ninh của Kiev. Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào ngày 12 tháng 1. Theo đó, thì hai nước cam kết bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tiết lộ kế hoạch có động thái tương tự trong tháng 2. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023, các nước G7 đã nhất trí thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh song phương cho Kiev. Bình luận về quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó chỉ ra rằng dù mọi quốc gia đều có quyền đảm bảo an ninh của mình, nó không nên phương hại đến các quốc gia khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ thỏa thuận được ký giữa Anh và Ukraine. Tôi không thấy bất kỳ điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý nào trong tài liệu này, ngoại trừ việc Ukraine sẽ phải đứng lên bảo vệ Anh. Ông Lavrov giải thích.
Các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga là cách Ukraine đáp trả Moscow bằng chính chiến lược của đối phương, đồng thời nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sinh lợi của Nga mà các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đã không thể giáng đòn mạnh như kỳ vọng. Nhà máy lọc dầu do Lukoil vận hành ở khu vực Volgograd của Nga đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 3 tháng 2. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga, có công suất khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Lực lượng phòng không và tác chiến điện tử đã chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào quận Kalachivosky và Zakhanali ở tỉnh Volgograd. Một trong những chiếc UAV đã bị bắn hạ và rơi xuống nhà máy lọc dầu gây hỏa hoạn. Andrei Bocharov, lãnh đạo tỉnh Volgograd của Nga, thông báo trên Telegram. Video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Volgograd. Ông Bocharov nói rằng lực lượng khẩn cấp đã dập tắt ngọn lửa sau đó và không có thương vong. Công ty dầu khí Lukoil, chủ sở hữu nhà máy, cho biết cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường sau vụ tấn công. Cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Volgograd là cuộc tập kích mới nhất của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga trong vòng một tháng qua. Đêm 24 tháng 1, nhà máy lọc dầu Rosneft của Nga ở Tuapest, Krasnodar Krai đã bốc cháy. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cao lên bầu trời đêm. Kênh tin tức Telegram cho biết các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ngay trước khi đám cháy bắt đầu. Ngày 21 tháng 1, một vụ hỏa hoạn lớn kèm theo vụ nổ đã xảy ra tại cơ sở khí đốt Ust-Luga trên biển Baltic gần Saint Petersburg. Nhà điều hành cho biết nguyên nhân hỏa hoạn là do tác động từ bên ngoài gây ra. Trước đó hôm 19 tháng 1, 4 thùng dầu tại cơ sở lưu trữ lớn nhất của Rosneft ở thị trấn Klinsy, vùng Bryansk phía tây nước Nga cũng bốc cháy. Klinsy chỉ cách biên giới với Ukraine vài km. Thống đốc Alexander Bogomaz thông báo trên Telegram, một máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga hạ bằng hệ thống tác chiến điện tử. Khi chiếc UAV bị hủy, đạn dược mà nó mang theo đã rơi xuống kho dầu Klinsy. Tuần trước, một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine tiết lộ với Kyiv Post rằng cơ quan này đứng đằng sau các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga. Cơ quan an ninh Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và tiếp tục tấn công các cơ sở không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Nga mà còn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra trong thời gian tới, nguồn tin cho hay. Mùa đông năm 2022, Nga đã sử dụng UAV và tên lửa để tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chiến lược tương tự cũng được Moscow thực hiện trong mùa đông năm nay. Các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga là cách Ukraine đáp trả Moscow bằng chính chiến lược của đối phương, đồng thời nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sinh lợi của Nga, mà các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đã không thể giáng đòn mạnh như kỳ vọng. Theo ông Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DC Group của Ukraine, Moscow đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tấn công vào kho cảng Baltic Ust-Luga và thời tiết xấu trong khu vực đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thô bằng đường biển của Nga. Các chuyến hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Theo Tender, Nga chỉ có 5 đường ống chiến lược
dẫn ra các cảng biển, 3 ở Baltic và 2 ở Biển Đen. Các đường ống khác của Nga đi qua Ukraine hoặc các nước NATO và phải chịu lệnh trừng phạt. Các cuộc tấn công của Ukraine cho đến nay đã nhắm vào 2 trong số 5 cảng biển. Hoạt động tại Ustluga sẽ bị đình chỉ trong vài tuần và trong khoảng thời gian này có thể xảy ra thêm các cuộc tấn công. Ngoài ra, mục đích của Ukraine khi nhắm vào các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga là để làm gián đoạn hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Nga làm gián đoạn nguồn cung hậu cần và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm gây cản trở cho các hoạt động của Moscow trên chiến trường. Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DC Group của Ukraine, nhận định. Một kênh Telegram của Nga cho biết, trước vụ hỏa hoạn ở Ustluga, lực lượng nước này đã bắn hạ một UAV chỉ mang theo 3kg chất nổ. Những cuộc tấn công như vậy dựa trên nguyên tắc được nhà nghiên cứu TX Hammers thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ mô tả trong một bài viết năm 2016 về tác chiến UAV là mang ngòi nổ. Chiến lược này sử dụng một lượng nhỏ chất nổ gắn trên UAV để kích nổ lượng lớn vật liệu nổ trong hoặc trên các mục tiêu, thường là máy bay, phương tiện quân sự, nhiên liệu hay kho đạn dược. Theo ông Hammers, UAV cỡ nhỏ, chi phí thấp với tải trọng chất nổ tối thiểu cũng có thể tạo ra sức tàn phá lớn nếu chúng được sử dụng để nhằm vào các mục tiêu dễ cháy. Chỉ cần vài gram chất nổ tác động trực tiếp vào mục tiêu là có thể gây ra vụ nổ thứ cấp với mức độ tàn phá lớn hơn rất nhiều, ông Hammers mô tả. Các cuộc tấn công nói trên cũng cho thấy Ukraine đã có UAV tầm xa có thể tấn công các mục tiêu ở sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Một nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ, UAV của nước này đã có thể bay 1.200 km vào không phận Nga trong cuộc tấn công vào kho dầu ở Saint Petersburg. Cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết, Kiev hiện đã có thể sản xuất hơn 10.000 UAV tấn công tầm trung, vài trăm km, và hơn 1.000 UAV với tầm hoạt động hơn 1.000 km trong năm 2024. Với khoảng cách hơn 1.000 km, nhiều cơ sở dầu khí của Nga sẽ nằm trong tầm tấn công của UAV Ukraine. Việc bảo vệ tất cả những cơ sở này là nhiệm vụ khó khăn, ngay cả khi Moscow rút bớt lực lượng phòng không khỏi tiền tuyến. Mặt khác, các hệ thống phòng không của Nga tỏ ra kém hiệu quả trước các UAV cỡ nhỏ vì rất khó phát hiện ra chúng. Samuel Bendet, chuyên gia về robot và các hệ thống quân sự không người lái tại Trung tâm Phân tích Hải quân của Mỹ cho biết, Nga tự hào về hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các hệ thống tác chiến điện tử, các tổ hợp tên lửa, radar, có thể xác định và ngăn chặn rất nhiều mối đe dọa. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống phòng thủ này được xây dựng để xác định và tiêu diệt các mục tiêu lớn như tên lửa, máy bay, trực thăng. Chúng không được thiết kế để phát hiện ra các UAV cỡ nhỏ. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.